Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô ly bài tập toán lớp 4. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 80. Chia cho số có 3 chữ số tiếp theo. Bài số 1 tính 76.540 ta chia cho 210 15. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 3 chữ số 765 ta chia cho 215. Như vậy 15 này chúng ta số 1 số 5 ta bỏ, 65 ta bỏ, 7 ta chia cho 2 là được là khoảng 3 lần được. 3. Như vậy là 215 mà chúng ta sẽ nhân cho 3 là được là 645. 645 765 ta trừ cho 645 vậy là được 0. 6 trừ 4 là bằng 2. Rồi là 7 ta trừ cho 6 là còn lại 1. Rồi số 4 là hạ xuống. Bây giờ nó trở thành là 1204 ta chia cho 215. Rồi như vậy thì chúng ta nhẩm thử xem. 15 bỏ, 04 bỏ, 12 ta chia cho 2 là được 6 lần. Nhưng mà chúng ta nhân 6 lên thì nó vượt quá, nó vượt quá. Như vậy chúng ta sẽ hạ xuống là thành là con số 5. Vậy là 215 mà chúng ta sẽ nhân cho 5 là bằng là 1075. 14 mà ta trừ cho 5 là còn lại là 9. 9 ta trả 1. 8 còn 2. 2 trả 1 thì còn lại 1. 0 ta hạ xuống. Và bây giờ nó trở thành là 1290 ta chia cho 215. Như vậy là được là 6 lần. Đó. 6. 6 nha, 215 mà chúng ta sẽ nhân cho 6 này chúng ta sẽ được là 6530 không ra nhớ 3, 616 3 là 9, 6212 là vừa đủ, trừ nhau là bằng 0. Rồi bài này. 909 là chia cho 423. Như vậy là 23 bỏ, số 0 và số 9 bỏ, 9 là chia cho 4 là được là 2 lần. 2. Nè. Như vậy là 423 mà chúng ta sẽ nhân cho 2 thì được là 846. 9 là trừ 6 là bằng 3. 4 như vậy là 10 phần 6. 1. 163. 4 là ta hạ xuống. 23 bỏ, 34 bỏ, 16 ta chia cho 4 là được là 4 lần. 4 x 2 là bằng 8. Như đây có 3 không được, như vậy là 3 lần. Đây được 3 lần. 3 chúng ta nhân lên rồi chúng ta trừ ra thì còn lại là 360 15. 5 này ta hạ xuống. 23 bỏ, 55 bỏ, 36 ta chia 4 là được là 9. À. Như vậy là 9 x 4 là bằng 36. Như vậy không được. 8. Ồ, chỗ này bị nhầm rồi. Chỗ này không có số 1 rồi làm gì còn nữa. Nhầm. Như vậy là 634 là chia cho 4 được 1 lần. Chết. Này sai nào. Như vậy là 211. 5 ta hạ xuống là được là 5 lần. 5315 thứ 5 là nhớ 1. 520 11 nhớ 1. 5420 21 trừ nhau bằng 0. Nhầm ngay chỗ này số 1. Rồi 885 ta chia cho 412 như vậy được là 2 lần. 2 4 2 8. Rồi trừ ra là được là 1 6. Số 8 hạ xuống nghe được cũng được là 1 lần. 412 trừ ra 6 0 2. Số 0 đã hạ xuống. 2060 ta chia cho 412 là được là 5 lần.
Năm 20 không nhớ 1. Năm 15 là 6. Năm 4 20 trừ nhau là bằng bằng 0. Bài số 2 tính bằng cách thuận tiện nhất. 29.750 ta chia cho 350 cộng cho 5.250 ta chia cho 350 và có 350 giống nhau. À, giống nhau thì chúng ta sẽ lấy như thế này. 29.750 ta cộng cho 5.250 rồi ta chia cho 350. Rồi hai này chúng ta cộng với nhau. Rồi 0. 5.210 không nhớ 1. 7.29.10 không nhớ 1. 10.15 bằng 3. Rồi ta chia cho 350. Số 0 này, số 0 này bỏ đi. Như vậy là 35 ta chia 35 được 1. Vậy là còn lại là 2 số 0. Rồi bài này thì chúng ta cũng thấy tương tự giống như cái này, mà nhớ mà nó là dấu dấu trừ. 18480 ta trừ cho 7280 chia cho 112. Rồi hai này trừ nhau. 0 0 4 trừ cho 2 còn 2, 8 là trừ cho 7 là còn 1 1, ta chia cho 112 bằng 100. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 128 m và có diện tích bằng diện tích một khu đất hình vuông có cạnh là 112 m. Tính chu vi khu đất hình chữ nhật. Muốn tính chu vi thì chúng ta sẽ có là chúng ta bắt buộc phải có chiều dài và chiều rộng. Chu vi là công thức là P là bằng là dài cộng rộng nhân 2. Đó. Như vậy chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của hình vuông. À, thì cái diện tích của hình vuông chính là diện tích của hình chữ nhật. Mà muốn tính diện tích của hình vuông thì ta lấy là cạnh nhân cạnh. Nào. Diện tích hình vuông là hình vuông thì ta lấy cạnh nhân cạnh, mà cạnh là bằng 112, ta nhân cho 112 bằng bằng 120 44, 12.544 đơn vị là mét vuông. Rồi chúng ta đi tính cái diện tích của hình vuông, người ta lấy là bằng với diện tích hình chữ nhật, cho nên chúng ta sẽ lấy cái diện tích hình chữ nhật đó, chúng ta sẽ chia cho cái chiều dài nhân ra chiều rộng, tại vì diện tích của hình chữ nhật là chiều dài ta nhân chiều rộng. Đó. Đây chúng ta sẽ đi tính là chiều rộng. Đây có chiều dài rồi. Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là 12.544, ta chia cho chiều dài là 120 18 bằng bằng là 98 đơn vị là mấy. Rồi có chiều dài có chiều rộng là chúng ta đi tính chu vi khu đất. Chu vi khu đất là 128 ta cộng với lại là 90 18 đóng ngoặc lại ta nhân cho 2
bằng 450 12 m. Đáp số 450 12 m. Bài số tiếp theo, số 4. Thương của hai số, thương là chia đó. Thương là chia của hai số là 365. Nếu muốn gấp mẫu số lên 2012 lần thì thương hai số đó là bao nhiêu? Rồi thầy lấy một cái ví dụ này à. Thầy lấy ví dụ như thầy lấy là 4 là chia cho 2 à, nghĩa là bằng bằng 2 đúng không? Bây giờ người ta họ nói là gấp cái này lên là 2012. Bây giờ thầy lấy con số nhỏ nhỏ thôi, đừng có lấy số lớn quá. Rồi chúng ta sẽ rút ra được cái kết luận. Bây giờ thầy gấp con số này lên 3 lần đi. 3 lần. 3 như vậy chúng ta sẽ lấy là 3 ra nhân 4. 3 nhân 4 là bằng phải là bằng 12 không? 12. Như vậy con này là chúng ta sẽ là bao nhiêu? Chúng ta gấp lại là bên này là gấp là 3 lần thì đây cũng gấp 3 lần. Tại vì cái đề người ta họ nói là hai số là đều gấp như nhau hết. Như vậy là chúng ta gấp cái này là gấp lên 3 lần. Có nghĩa là cái này này. Có nghĩa là 4 này chúng ta sẽ nhân cho 3 ha, gấp lên 3 lần. Và 2 này chúng ta cũng sẽ nhân cho 3, được thì 3 nhân 4 là bằng 12, 3 nhân 2 là bằng 6. Là 12 ta chia cho 6 nó cũng là bằng 2. Rồi, thầy lấy một cái ví dụ tiếp theo. Cũng là con số này thầy gấp lên là 4 lần này ha, lên 4 là như vậy là 4 nhân 4 là bằng 16. Như vậy thì chúng ta bên này gấp 4 thì bên này cũng gấp 4, 4 nhân 2 là bằng 8. 16 chia 8 thì vẫn là 2. Như vậy bây giờ chúng ta có gấp lên bao nhiêu lần thì cái thương nó không thay đổi, cái thương nó không thay đổi. Được. Như vậy chúng ta gấp lên như thế này thì cái thương nó cũng không thay đổi. Cái thương nó cũng vẫn là bằng 360 15. Được. Chúng ta lấy ví dụ này chúng ta thấy toàn là vẫn là còn là con số 2 không à. Nó là chia nhau nó vẫn là con số 2. Được. Cho nên cái này chúng ta có gấp lên bao nhiêu lần thì nó cái thương nó cũng vẫn là bằng 365. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi để kiểm tra thì dưới bất kỳ cái clip nào của thầy thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy có để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất là nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm ha, rất là đơn giản và dễ tìm. Chúc các em học giỏi nhé.